một anh chàng đang bị đám trẻ con bắt nạt. Trông bộ dạng có vẻ não anh ta có chút vấn đề, dù cho bị đám trẻ con đuổi thì anh cũng chỉ cười ngô nghê. 2 năm trước anh đã đến cái thôn này và được bà bán hàng tạp hóa tốt bụng cưu mang, còn được đặt cái tên là Zongu. 1 năm 4 mùa anh đều mặc bộ đồ thể thao màu xanh, sáng nào cũng lăn từ trên tầng xuống, ai nhìn thấy cũng nghĩ anh là một thằng ngốc. Nhưng điều họ không biết là anh giả ngốc chỉ để ẩn giấu thân phận của mình. Hóa ra anh là đội trưởng nhóm bộ đội điệp viên số 5446 của Triều Tiên, trong nhóm đều là những đặc công cấp cao. Zongu nhận lệnh ngụy trang thành kẻ ngốc ẩn mình trong thôn ở Nam Hàn, đợi cấp trên giao nhiệm vụ, đợi liền một mạch 2 năm. Trong 2 năm, Zongu đã hoàn toàn hòa nhập với cuộc sống ở đây, còn có rất nhiều bạn bè. Có một nhân viên làm ở một công ty nhỏ cũng là nữ thần Zongu thích, mỗi lần nhìn trộm cô ấy đều bị em trai cô đánh vào đầu. Zongu đã thầm thề đợi ngày nào về nước nhất định sẽ đem theo đầu thằng nhóc đó về. Còn có cô gái ăn mặc sexy nhưng mua đồ toàn tính nợ, cùng với người giàu nhất trong thôn, ông chủ nhà, cùng thằng con trai ở lì trong nhà của ông, còn có con trai bà bán tạp hóa. Người thông minh giả làm kẻ điên không dễ, để mọi người tin bản thân ngốc thật, anh phải làm những hành động mà người bình thường chẳng ai làm. Ví dụ như cứ 6 tháng một lần anh ta sẽ đi vệ sinh ở nơi công cộng, nhưng lần này cô gái anh thích vừa hay đi ngang qua. Thế là mối tình của Zongu chưa bắt đầu đã kết thúc. Ở đây, người biết được thân phận thực sự của anh chỉ có ông chú làm shipper có thân phận cùng làm gián điệp. Hai người lúc nào cũng luôn mong chờ tổ quốc giao nhiệm vụ cho họ. Mỗi đêm, Zongu đều viết thư tâm sự vào thư. Dù cho chỗ thư này không thể gửi đi, nhưng đối với anh mà nói, đó là nơi anh gửi gắm tinh thần. Hôm đó, lúc Zongu đem trứng cho hàng xóm, hành động ngớ ngẩn lần nữa. Ban ngày ban mặt dám làm như thế, không phải là thằng điên thì cũng là thằng ngốc. Lúc này, căn phòng phía sau truyền đến tiếng động kỳ lạ, chủ nhà nói đây là khách thuê nhà mới. Zongu quay đầu nhìn cánh cửa đó, hình như cảm giác được có gì đó không đúng. Ban ngày, Zongu đóng giả làm thằng ngốc, tối đến lại trốn trong phòng lén luyện tập. Cuộc sống an nhàn không hề khiến anh lười biếng. Cuộc sống như vậy kéo dài 2 năm, cho đến một ngày, một vị khách đột nhiên xuất hiện, thay đổi mọi thứ. Hai người vừa gặp nhau đã chào hỏi bằng tay chân. Hóa ra người này tên Lee Hae Jang, là con riêng của một tướng quân Bắc Triều Tiên, cũng là đội trưởng đội 5446. Nay cũng bị phái đến thôn này làm điệp viên. Zongu tò mò Hae Jang đến để làm nhiệm vụ gì, anh liền mặc đồ của shipper vào rồi đi theo. Hóa ra tổ chức bảo Hae Jang ngụy trang thành một ca sĩ nhạc rock, nhưng do Hae Jang hát không hay nên nhiệm vụ không có tiến triển. Điều này khiến Zongu khóc dở cười dở. Tôi sẽ tập cho đến khi ngón tay chảy máu. Qua một thời gian, trong thôn lại chuyển đến một học sinh cấp 3. Người này, Zongu cũng quen, đó chính là đội trưởng hiện tại của đội 5446, cũng là đàn em 10 năm trước của Zongu. Hồi nhỏ cậu ta từng được Zongu cứu mạng, từ đó vô cùng tôn kính Zongu. Nhưng lần này cậu bị phái đến đây là để giám sát Zongu và Hae Jang có nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ không. Nhóm điệp viên 3 người tụ họp, họ sống bằng thân phận mới. Đôi lúc họ cũng bày trò vui đùa, có lúc còn âm thầm hành hiệp trượng nghĩa, dạy dỗ đám côn đồ trong thôn. Zongu đã sống ở đây 2 năm, mọi người ở đây cũng dần ảnh hưởng đến cậu. Bà bác bán tạp hóa cực kỳ keo kiệt, ngày nào cũng tính tiền tiết kiệm. Cô gái xinh đẹp bốc lửa cũng có mặt yếu đuối. Con trai bác tạp hóa toàn bắt nạt Zongu nhưng trong lòng đã coi anh là em trai từ lâu. Zongu nhìn thấy một thế giới khác lạ từ họ. Lúc mọi người cùng nhau ăn uống, Zongu ngây người nhìn cảnh tượng bình dị này. Anh không sợ huấn luyện vất vả, cũng không sợ cái chết. Nhưng khoảnh khắc này, anh sợ rồi, anh sợ cuộc sống bình dị này sẽ rời xa mình. Quả nhiên điều nên đến vẫn phải đến. Lúc này chiến tranh Nam Bắc kết thúc, sự tồn tại của Zongu cùng các gián điệp đã không còn ý nghĩa. Để che giấu lịch sử, lãnh đạo quyết định coi gián điệp là kẻ phản bội và xử lý. Buổi chiều hôm đó, tất cả các gián điệp đều nhận được cùng một tin nhắn, mà nội dung là bảo các gián điệp tự sát. Zongu vô cùng phẫn nộ, anh có thể hy sinh vì tổ quốc, nhưng tiền đề là phải đảm bảo an toàn cho người nhà của anh. Chỉ trong vài tiếng, khắp các nơi trong Nam Hàn đều xuất hiện thi thể của gián điệp. Zongu và Hae Jang quyết định rời khỏi thôn rồi bàn tiếp. Zongu cũng không còn giả vờ ngốc nữa, anh cắt mái tóc rối như tổ quạ đi, xuất hiện trước mặt mọi người với diện mạo mới. Anh tạm biệt tất cả mọi người trong thôn. Mọi người nhìn thấy bộ dạng hiện tại của anh vô cùng bất ngờ. Zongu quay về quán tạp hóa, ăn bữa cơm cuối cùng với bà chủ. Bà chủ lấy ra một cái túi, trong đó là quần áo và thẻ tiết kiệm. Zongu không nói gì, thay một bộ vest mới. Bà chủ kìm nước mắt, không nói lời nào. Lần này chia xa có lẽ là mãi mãi. Zongu tìm được giáo quan năm đó đã huấn luyện anh. Giáo quan cũng lệnh cho Zongu nhanh chóng hy sinh vì tổ quốc, nhưng anh vẫn muốn xác nhận một việc, nếu như anh tự sát, mẹ anh có còn được quốc gia bảo vệ không? Nhưng giáo quan không trả lời, còn lệnh thuộc hạ lấy mạng anh. Cuối cùng Zongu không đánh lại được, bị đẩy ngã xuống tầng. May thay lúc này Hae Jang kịp đến nơi. Hai người đi đến một tòa nhà bỏ hoang. Ông chú shipper sớm đã đợi ở đây từ lâu. Hai người chuẩn bị lấy súng ra quyết chiến, nhưng vũ khí trong túi đã bị đổi thành gạch. Hóa ra thân phận thật sự của ông chú là một giáo sư chính trị. Ông ta cho rằng gián điệp nhất định sẽ phản bội tổ quốc, mà Zongu và Hae Jang chính là minh chứng rõ ràng nhất. Hai người bị mắc bẫy, chỉ còn cách đánh một phen. May bọn chúng đều yếu, đánh một hồi là gục hết. Zongu lại hỏi lại câu hỏi kia, mẹ anh còn an toàn không? Ông chú nói, từ lúc các cậu gia nhập đội 5446, người nhà các cậu sớm đã bị đưa vào ngục. Bây giờ các cậu bị hạ lệnh tự sát, cậu nghĩ người nhà cậu còn an toàn ư? Hy vọng cuối cùng của Zongu hoàn toàn biến mất vào giờ phút này. Hae Jang dìu Zongu lên sân thượng. Lúc này, Hae Jang cũng nhận được thông báo đã trúng tuyển. Nhưng giờ anh chỉ còn cười cay đắng.
Sau đó giáo quan cũng dẫn một đám người nữa đến, chuẩn bị diệt cỏ tận gốc. Cuối cùng Hà Ezin đến kịp, cậu giơ súng ngắm trúng giáo quan. Nhưng giáo quan bị ép đến đường cùng, chuẩn bị cầm lựu đạn cùng chết với mọi người. Ha E Giang cười nói, để tôi chơi một lúc đã rồi hẵng đi. Tiếp đó anh ta ôm lấy giáo quan nhảy xuống dưới cùng chết. Cảnh sát Nam Hàn cũng đã điều tra được thân phận của Jong-gu và Ha E-jin. Họ được cấp trên ra lệnh bắt sống hai người về. Trong lúc mơ màng, Jong-gu nhìn thấy sổ tiết kiệm của bà bán tạp hóa trong túi. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao ngày nào bà cũng ghi chép chép. Nước mắt anh tràn ra, trên đó có viết tiền công của Jong-gu. Lúc đầu bà bán tạp hóa viết là Jong-gu, về sau đã sửa thành con trai út. Anh bị tổ quốc vứt bỏ nhưng lại bị một người nước địch xem là người thân. Tiếng súng nổ lên, Ha Ezin phản công. Jong-gu ôm chặt cậu, chắn đạn cho cậu. Hai người rơi từ trên sân thượng xuống kết thúc cuộc đời của mình. Ba người gián điệp đã dùng cách của họ để chứng minh quyết tâm không phản bội quốc gia. Thứ ẩn giấu có lẽ không chỉ là thân phận mà còn là tình bạn. Thứ vĩ đại không chỉ có hành động mà còn có hy sinh. Nếu như có kiếp sau, hãy là một người bình thường, chơi đùa, nghịch ngợm, cùng cười cùng khóc. Không biết đã là mùa đông thứ mấy khi Jong-gu đi, bà bán tạp hóa vẫn đợi con trai nhỏ của bà. Đằng sau bức ảnh chụp cả nhà, có gửi gắm lời nhắn nhủ của Jong-gu với bà. Có lẽ Jong-gu vẫn không hề rời đi. Anh chỉ là ở một nơi khác bảo vệ người mình yêu mà thôi. Bộ phim hôm nay đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.